Chào mừng các bạn đến với kênh Trần Sĩ Tâm của mình. Và ngày hôm nay gặp lại các bạn mình cảm thấy rất là vui. Nhưng mà hôm nay mình muốn thông báo các bạn một tin buồn về chính sách mới của YouTube. Và cái thứ hai đó là mình sẽ trả lời một số câu hỏi của các bạn. Và thứ ba nữa, mình sẽ chỉ các bạn đặt từ khóa kênh, làm sao để sell cái kênh của bạn cho nó nhanh lên top và nó được nhiều người biết tới nha. Rồi đây là ba chủ đề chính ngày hôm nay. Bây giờ mình sẽ nói về cái tin buồn đầu tiên cho các bạn nghe nha. Thì các bạn mới lập kênh thì không sao, còn các bạn đã gầy dựng kênh lâu rồi đó, bây giờ chuẩn bị gửi xét duyệt kiếm tiền á, thì mình sẽ thông báo các bạn một cái tin buồn này. Đó là chính sách mới của YouTube vào ngày 1 tháng 7 là như thế nào. Đó là tất cả những video mà các bạn gửi để xét duyệt kiếm tiền là phải công khai toàn bộ, chứ không còn được ẩn riêng tư bất cứ một video nào hoặc là không công khai nha các bạn. Thì như lúc trước á, thì mình muốn gửi xét duyệt kiếm tiền một số video vì Úc này kia đó, hoặc là không phải của mình đó, mình cho vào riêng tư hoặc là không công khai thì mình gửi xét duyệt kiếm tiền vẫn được. Nhưng bây giờ là chính sách mới yêu cầu mình là phải công khai tất cả những video mà đang có trong kênh của mình thì mình mới được xét duyệt nha các bạn. Rất là khó, nhưng các bạn hãy bình tĩnh và bình tĩnh nghe mình nói nè. Các bạn hãy để yên những cái video đó, chờ cái video sau này của mình ra nè, sẽ chỉ các bạn cái cách mà khắc phục nha. Cái gì cũng có cách khắc phục. Bây giờ bạn vội vã bạn xóa những video mà vi phạm chính sách của YouTube, chẳng hạn như re-up này kia, bạn xóa đi thì các bạn sẽ mất giờ xem, mất view là cái thứ nhất, cái thứ hai là mất view nha. Nên các bạn phải cứ để đó, chờ video sau mình coi được á, coi video sau mình hướng dẫn các bạn cách khắc phục nha. Rồi cái thứ hai nữa là mình muốn trả lời một số câu hỏi các bạn, câu hỏi mà nhiều người hỏi mình nhất luôn á, nhiều điện thoại rồi Zalo kia hỏi mình nhiều lắm, nhưng mà mình không thể nào mình trả lời hết được, tại trong công ty mình là cấm sử dụng điện thoại nha các bạn nha, tại mình làm về quảng cáo mà, nên là thiết kế web này kia công ty thì nó không có cho mình sử dụng điện thoại, mình không thể nào trả lời các bạn được. Thì những câu hỏi các bạn hỏi mình đó là trên Facebook bán 300.000 1.000 subscribe, 50.000 1.000 view thì em có nên mua hay không, 4.000 giờ xem khoảng 600.000 có nên mua không. Mình khuyên các bạn là không nên mua, toàn là lừa gạt các bạn để kiếm tiền không mà không bao giờ có các bạn. Chính sách mới YouTube có ra rất là cắt gao rồi, các bạn mua về chỉ là phí công sức và phí tiền của thôi, không có ích lợi gì hết nha các bạn nha. Rồi cái thứ hai nữa bạn hỏi mình là có nên mua kênh và kiếm tiền rồi hay không, mình cũng khuyên các bạn không nên mua luôn nha các bạn, toàn là lừa gạt không á các bạn. Nó sử dụng một cái tuyệt chiêu mà tuyệt chiêu xấu á các bạn, nó re-up phim, re-up nhạc xong nó gửi xét duyệt kiếm tiền mà nó được bật nó hay nha, xong xuôi nó sẽ bán cho các bạn, nhưng chừng 2-3-4 bữa sau uy tín các bạn luôn. Tự nhiên một cái Gmail gửi tới các bạn này nè, báo tắt kiếm tiền, các bạn không hiểu lý do tại sao hết. Rồi thêm cái Gmail gửi tới các bạn nữa, báo bạn đã re-up phim và hôm nay phát hiện ra bạn có sự gian lận trong đó và gửi bạn cảnh báo bản quyền hoặc cảnh báo cộng đồng nha các bạn nha. Nên nhớ không được mua bất cứ cái kênh nào vào thời điểm 2019 này, là toàn là giả không nha, chứ không có thiện nha các bạn, chỉ là lừa gạt các bạn thôi nha. Đó là mình muốn nói tới là hai vấn đề chính ngày hôm nay. Và cái thứ ba nữa là mình chỉ các bạn SEO từ khóa kênh của các bạn nhanh lên top, có nghĩa là ví dụ các bạn làm nhạc về bolero thì các bạn chỉ cần search từ khóa mà bolero hoặc là từ khóa nhạc này kia, nó sẽ nhiều khi nó sẽ hiện luôn cả cái kênh của các bạn trong cái danh sách đó, thì các bạn nhanh mà được đề xuất hơn nữa nha. Thì cái từ khóa kênh đó rất là quan trọng, mới bước chân vào làm YouTube thì chúng ta biết về từ khóa kênh, biết được từ khóa kênh rồi chúng ta đặt cái kênh chúng ta trong những cái từ khóa tốt thì chúng ta sẽ nhanh được đề xuất kênh cũng như là nhanh được lên top thôi nha. Và bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cách mà đặt cái từ khóa kênh sao cho đúng nha. Rồi các bạn nhìn vào màn hình nè. Rồi và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà các bạn SEO cái từ khóa kênh các bạn lên top nha các bạn. Và để cho YouTube biết cái kênh của bạn làm về chủ đề gì để còn đề xuất các bạn cho những cái kênh khác nha. Thì mình sẽ làm từng bước chậm chậm để cho các bạn dễ hiểu. Thì đầu tiên các bạn làm ở trên điện thoại thì các bạn vào trình duyệt web Google Chrome. Còn các bạn làm trên máy tính các bạn có thể vào trình duyệt web Cốc hoặc là Firefox nha các bạn. Thì như mình là mình sử dụng Google Chrome quen rồi, mình vẫn sử dụng Google Chrome luôn nha. Thì bây giờ mình sẽ vào trình duyệt web Google Chrome. Thì mình đang có một cái kênh dở gian gian ở đây. Và các bạn chỉ có việc mà vào trang web, các bạn gõ đúng cái từ này thì sẽ đưa các bạn vào một cái giao diện như thế này, các bạn dễ làm hơn nha. Nó đưa các bạn vào một cái giao diện như thế này. Đây là một cái kênh mới hoàn toàn luôn nha các bạn, thì nó sẽ không có từ khóa kênh nên mình sẽ làm ví dụ cho các bạn dễ hiểu. Thì các bạn vào nâng cao,
Đó, các bạn đã thấy một cái kênh mới thì cái từ khóa kênh ngay đây thì nó sẽ chưa có. Các bạn phải đặt cái từ khóa kênh này để cho YouTube biết đây là cái kênh chuyên nhạc Pororo, mình ví dụ như vậy. Còn cái kênh của bạn là kênh gì thì các bạn có thể ghi từ khóa đó. Thì đầu tiên là mình sẽ ghi về cái từ khóa kênh của mình nha các bạn. Thì đầu tiên là các bạn phải sử dụng dấu dán kép để mở đầu. Đó, các bạn thấy không? Các bạn phải sử dụng cái dấu này nha. Rồi các bạn gõ lại cái kênh của các bạn, là ví dụ như cái kênh của mình là mình chuyên nhạc Pororo phải không? Thì mình ghi chuyên nhạc Pororo nè. Bolero. Đó. Sau khi mình ghi xong chữ chuyên nhạc Pororo này rồi, mình lại phải đóng nó lại bằng dấu dán kép nha các bạn. Đó. Các bạn thấy chưa? Trên điện thoại nó vẫn có dấu dán kép nha, nên các bạn cứ làm theo đúng như vậy là được. Xong các bạn khoảng cách nó một cái. Rồi các bạn nhạc Pororo thì các bạn liên tưởng tưởng tới cái vấn đề là nhạc không? Thì bạn ghi là nhạc vàng. Nó có liên quan tới cái chủ đề mà các bạn muốn làm trên cái kênh các bạn nha. Nhưng các bạn ghi á, trước khi các bạn ghi chữ nhạc vàng này đó, trước khi các bạn ghi chữ nhạc vàng này, các bạn phải sử dụng một dấu dán kép khác nữa. Xong rồi các bạn mới ghi nha, thì mới chính xác được. Đó, nhạc vàng. Rồi và kết thúc bằng dấu dán kép. Cứ làm tương tự như vậy cho đến khi nào mà các bạn thấy khoảng chừng cái từ khóa nó khoảng chừng độ 100 từ. Cỡ khoảng 100 từ là vừa nha các bạn, đừng làm nhiều quá nha. Bạn đừng có lạm dụng nó quá, khoảng 100 từ thôi. Nhạc vàng, rồi bây giờ mình ghi là liên quan nhạc vàng là nhạc xưa, nhạc Pororo, nhạc thường có liên quan nhạc xưa, mình ghi vô luôn. Trước đó mình cũng sử dụng một cái dấu dán kép tiếp nữa. Đừng có quên nha các bạn, nhạc xưa. Xong, đóng dấu dán kép và mở khoảng trắng và dấu dán kép tiếp nữa. Rồi mình ghi tới nhạc, chữ nhạc không nha. Đó. Để cho YouTube biết mình làm về đề tài âm nhạc, để mà YouTube đề xuất cái kênh của mình. Còn như các bạn mà làm về đề tài nào thì các bạn ghi đề tài đó nha. Đó, các bạn cứ ghi như vậy là chính xác hết. Rồi mà nhạc, rồi bây giờ mình ghi tới chữ Bolero không đi. Bolero không. Đó, để YouTube biết đây là cái kênh làm về nhạc Bolero không. Đó. Rồi mình ghi thêm nữa là dòng nhạc xưa. Thường thường người ta sử dụng, người ta hay ghi, người ta hay search những từ khóa như vậy nè các bạn. Dòng nhạc xưa. Đó. Các bạn có thể sử dụng có dấu hoặc không dấu cũng được nha. Dòng nhạc xưa. Mình thì mình đa số mình sử dụng có dấu, các bạn có thể làm theo mình cũng được. Rồi, đó là mình đã hướng dẫn cho các bạn cái cách mà SEO cái từ khóa kênh cho lên top. Thì các bạn tự suy nghĩ ra cái từ khóa nào hợp với kênh của mình thì các bạn đặt nha. Đó là những cái từ khóa liên quan giúp cái kênh mình có thể xuất hiện bên cạnh những cái kênh khác nha các bạn nha. Ví dụ người ta tìm về nhạc Pororo thì cái kênh của mình cũng có thể xuất hiện bên những cái kênh khác, để người ta bấm vô thì người ta sẽ xem được cái kênh mình là kênh gì nha. Đó, mình sẽ nhanh lên top hơn. Đó, sau khi các bạn đặt xong từ khóa kênh thì các bạn kéo xuống phần dưới, nó sẽ có chữ lưu lại. Các bạn lưu lại nữa nha. Rồi, các bạn bấm lưu lại và các bạn đợi cho nó ghi mình là các thay đổi của bạn đã được lưu lại, thì bắt đầu đã hoàn tất, cái từ khóa kênh đã không bị lỗi nha các bạn. Các bạn luôn luôn nhớ là phải có dấu dán kép ở đầu và dấu dán kép ở cuối nha, để mà biết đó là từ khóa của mình. Bắt buộc các kênh mà mới vừa làm á, thì các bạn phải biết về từ khóa kênh, rất là quan trọng nha các bạn. Rồi, nãy giờ mình biết gì mình cũng đã chia sẻ với các bạn. Những gì mình biết thật lòng mình chia sẻ với các bạn hết. Thì cái video cũng phải đến lúc dừng thôi, mình sẽ dừng video tại đây. Và mình chuẩn bị ra cái video mới nói về cái vấn đề khắc phục cái tình trạng mới của YouTube đó, chính sách ngày 1 tháng 7 nha các bạn nha. Thì các bạn mà hãy nhớ đón xem. Rồi cái video các bạn thấy hay, các bạn hãy like, ủng hộ cũng như chia sẻ cho nhiều người coi nha. Mình đã chia sẻ cái video này cho nhiều người coi để người ta cùng biết cái chính sách mới YouTube người ta khắc phục. Chứ để người ta bị ta làm cực khổ rồi, người ta bị gửi kiếm tiền không được thì tội nghiệp cho người ta.
thì các bạn chia sẻ rộng rãi cũng như là các bạn giúp những YouTuber mới chập chững vào con đường làm YouTube. Thì mình cũng xin chúc các bạn có được một buổi tối thật là an lành, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Thì mình dừng video tại đây. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Bye bye. Like, subscribe, ủng hộ mình nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.